Được nhiều bạn bảo rằng quán bún đậu này ăn rất là ngon nên là mình đã quyết định đi đến đây ăn trải nghiệm. Quán có tên là bún đậu Mẹt Tre. Bún đậu Mẹt Tre thì có nhiều chi nhánh ở Sài Gòn và Bình Dương, Vũng Tàu. Địa điểm mà mình ăn hôm nay đó là ở Bình Dương, số 306 Hích Quảng Đức, Hữu Dùng 1, Bình Dương. Mình đến lúc tầm 18 giờ tối nên là quán rất là đông. Ta-da, đồ ăn đã mang ra ngoài đây. Mình gọi một mẹt, đầy ắp với bao nhiêu là đồ. Nào là bún nè, đậu, thịt chân giò, nem chua rán, chả cốm, dầu sụn. Sức bún được trang trí đẹp mắt, hấp dẫn khách hàng ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên. Mình rất là ấn tượng với mắm tôm ở đây. Không biết là ở đây được làm từ cái công thức gì mà nó ăn ngon cực luôn á. Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao quán ở đây được yêu thích nhiều rồi. Nó ok từ miếng bún cho đến miếng thịt, đậu trong mềm, ngoài giòn tan, chả cốm thì dẻo hơm, nem chua rán chuẩn vị, dầu sụn, chân giò rút xương. Ăn kết hợp với rau rất là ngon. Ở đây mình có thể cuốn bánh tráng hoặc là ăn không chấm với mắm. Không thấy bàn ghế và đồ decor của quán đa số đều được sử dụng bằng tre. Check in lên hình cũng khá là đẹp đó nha. Quán thì bán từ 9 giờ cho đến là 22 giờ. Giá là từ 45.000 cho đến là 190.000 tùy combo nhé. Ai đi ngang khu vực này hoặc là ở đây thì nhớ ghé ăn thử nhé. Đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng đâu nè.